8. Dân Trường thua chạy ra Mạch Thành. Mưa đã kéo dài suốt nửa tháng, nếu vẫn không dứt làm sao mà đánh được đây? Chúng ta sốt ruột, Quan Vũ cũng như vậy, thì có gì mà phải lo lắng? Tướng quân, tướng quân, thuộc hạ vừa mới đi tuần tra về, hiện giờ mực nước trên sông đã dâng lên rất cao ạ. Nước sông dâng cao thì đã sao chứ? Địa thế ở đây rất thấp, chúng ta cần phải di chuyển doanh trại đến chỗ cao hơn. Bằng không, nếu nước tiếp tục dâng cao, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Ngươi đừng ăn nói hồ đồ, doanh trại có thể tùy tiện di chuyển được à? Lỡ như Quan Vũ lợi dụng thời cơ này đột kích thì sao hả? Quan Vũ đã sớm dời quân đến chỗ cao hơn rồi. Nếu còn làm rối loạn lòng quân, ta sẽ giết ngươi. Hả? Thành Hà, ngươi nói rất đúng. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ cho di chuyển quân đến chỗ cao hơn. Nhanh lên. Phụ thân, chúng ta đang đánh trận trên bộ, sao chuẩn bị nhiều thuyền vậy? Ta sẽ cho phá vỡ đề nhấn chìm quân địch. Khi nào vậy phụ thân? Tối nay. Đê sông bị vỡ rồi. Đê sông đã vỡ rồi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy lên. Thành Hà, hả? Là cứu tôi, cứu tôi với, tôi giúp. Ta xin đầu hàng, đầu hàng, ta xin đầu hàng. Đi vào, đi. Bà Đức, ngươi còn không mau đầu hàng? Ngươi đừng nhiều lời, bộ càng thường qua đây, đổ sức với ta. Xin Hoàng tướng quân hãy tha bạn. Ta giết ngươi cũng như giết một con chó. Giam hắn lại cho ta. Đi vào. Bàn Đức, sư huynh và chủ cũ của ngươi là Mã Siêu hiện đều ở Tây Xuyên. Ngươi cớ gì lại đi theo Tào Tháo để nối giáo cho giặc? Đừng nhiều lời, muốn giết thì cứ giết. Ta hy vọng ngươi đừng lầm đường lạc lối nữa. Ta có chết cũng quyết không đầu hàng tên phản tặc nhà ngươi. Lôi ra ngoài chém cho ta. Đúng lệnh. Một tướng sĩ trung nghĩa như vậy chết thật đáng tiếc. Hãy an táng trọng thể. Sau khi Quan Vũ dùng trận thủy công nhấn chìm đội quân Du Cấm, lập tức đem quân tấn công Phan Thành. Thả tiến! Mũi tên có độc à? Tên cẩu tiểu tử này dám dùng thủ đoạn hèn hạ. Phụ thân, vết thương cũng không nhẹ, xin hãy quay về Kinh Châu để trị thương. Vết thương nhỏ này có đáng gì? Ta nhất định phải lấy được Phàn Thành.
Mười mấy ngày trôi qua, vết thương của Quan Vũ vẫn không khá hơn, ngược lại lại càng trầm trọng. Nhưng ông vẫn vô cùng điềm tĩnh. Ai có tin tốt này? Là tin tốt gì hả? Thần y Hoa Đà đã về tới đây rồi. Sao? Hoa tiên sinh à? Vậy ngày ấy đâu? À, dạ đây. Dạ thưa Hoa Đà ở đây. Độc này có thể chữa được. Có điều... Có điều thế nào? Tại hạ phải mổ cánh tay của tướng quân, sau đó dùng dao cạo hết nọc độc ở trên xương. Không sao hết, mời tiên sinh. Vậy bây giờ nhờ các vị làm sao cột cánh tay của quan tướng quân lại thật chặt, sau đó bịt mắt ngài ấy lại, như vậy lão phu mới có thể chữa được. À, không cần phải làm như vậy, tiên sinh cứ chữa trị đi. Nào, tiếp tục dán cờ. Nhưng... Không lẽ ngươi sợ đã như vậy mà còn đánh thua ta, sẽ bị người khác chê cười đó. Đánh đi. Lão phu bắt đầu đầy tương quân. Hoàng tướng quân đã xong rồi. Ha, được. Ha, quả nhiên là khỏe hẳn. Đa tạ Hoa tiên sinh. Tiên sinh quả nhiên là một vị thần y trên đời. Lão phu hành nghề y đã nhiều năm, nhưng trước giờ chưa từng gặp qua người nào anh dũng như tướng quân đây. Hoàng tướng quân mới đúng là thần nhân. Hoàng Vũ quả nhiên không hổ danh là một người trí dũng song toàn. Hiện giờ Du Cấm đã bị bắt, Bàng Đức bị giết, còn toàn bộ binh mã bị nhấn chìm. Nếu hắn thừa thắng tiến lên hướng Bắc, Hứa Đồ dĩ nhiên gặp nguy hiểm. Xem ra chúng ta phải dời đô thôi. Chúa công, việc dời đô theo thuộc hạ thấy là không cần thiết. Tại sao? Người nói coi. Du Cấm bị bắt, binh mã bị nhấn chìm chỉ là thành bại nhất thời, hoàn toàn không hề tổn hại uy danh của thừa tướng. Nếu như Hoàng Vũ thừa thắng xông lên thì phải tính làm sao? Sao chúa công không phái người đi Giang Đông nói rõ lợi hại, cứ hứa hẹn đem đất Kinh Châu phong cho Tôn Quyền, rồi nói hắn tấn công Kinh Châu? Như vậy ta không những không cần dời đô mà còn thể giữ được Phàn Thành. Người hãy về bẩm báo với chúa công người, ta rất vui lòng quá thù thành bạn với Ngụy Dương, hợp sức đối phó với Hoàng Vũ. Dạ. Chúa công, quyết định của người rất anh minh. Ý của người như thế nào? Mạc tướng nghĩ rằng Kinh Châu đối với chúng ta rất quan trọng, chiếm lại được Kinh Châu thì mới có thể trấn thủ được Giang Đông cách vững vàng. Tốt lắm. Vì nhiệm vụ đoạt lại Kinh Châu, ta giao cho ngươi. Mạc tướng nhất định toàn tâm toàn sức. Tướng quân, dọc hai bờ sông cứ cách 20 dặm lại có một phong quả đài của địch quân. Hả? Chẳng lẽ Quan Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng giao chiến với quân ta từ trước rồi à? Nghe nói Quan Vũ tại Kinh Châu cũng đã bố trí phòng thủ rồi. Cũng do chính ta đã khuyên chúa công đánh chiếm Kinh Châu, bây giờ phải tính thế nào? Chúa công, Lữ Mông bị bệnh rồi. Sao lại bệnh ngay thời điểm này? Bây giờ phải tính sao? Chúa công, có lẽ Lữ Mông chỉ giả bệnh thôi. Sao lại phải giả bệnh chứ? Bệnh hay không bệnh chỉ cần nhìn qua là biết. Vậy ngươi hãy đi coi thử. Lữ tướng quân, chúa công đã giao nhiệm vụ quan trọng cho tướng quân, sao ngài lại không cố gắng lập công, lại ưu sầu nằm hoài ở doanh trại? Việc này là thế nào? Xem ra tướng quân đang bị tâm bệnh. Đừng lo, hạ tướng sẽ cho ngài một phương thuốc. Sao? Là thứ thuốc gì? Hạ tướng có cách làm phong quả đài dọc bờ sông không đốt lửa được, khiến binh mã ở Kinh Châu phải khoanh tay chịu trói. Xin hãy chỉ giáo. Quan Vũ không chỉ dũng mãnh mà còn rất thận trọng. Nếu ngài giả đem chức đô đốc dường cho người khác, và người lên tiếp nhận lại gửi một bức thư cho Quan Vũ, trong đó tỏ ý nhún nhường và khen ngợi hắn, chắc chắn lúc đó Quan Vũ sẽ mất đi sự cảnh giác đối với Kinh Châu, và sẽ đem toàn bộ lực lượng tập trung vào việc chiếm đánh Phàn Thành mà thôi. Nếu có thể được như vậy thì việc chiếm Kinh Châu dễ dàng như trở bàn tay. Lục Tốn đã nói cho ta biết kế hoạch của các người.
Vậy ngươi muốn sắp xếp cho ai tiếp nhận nhiệm vụ này? Lục Tốn. Lục Tốn à? Có phải là do hắn vẫn còn quá trẻ, cộng thêm quy danh cũng chưa đủ, như vậy mới có thể dễ làm cho Quan Vũ khinh suất? Hơn nữa Lục Tốn thông minh xuất chúng, năng lực lại hơn người, để hắn tiếp nhiệm chức vụ của thuộc hạ tin chắc sẽ thành công. Tốt lắm, vậy thì hãy làm theo ý của ngươi đi. Tình thế bất lợi, chúng ta cần phải cho gọi thêm viện binh. Hiện giờ Lữ Mông đang đóng quân ở Lục Khẩu, rất nguy hiểm đối với chúng ta, nên không thể tùy tiện điều binh từ Kinh Châu được. Phụ thân, sứ giả Giang Đông xin cầu kiến. Hắn nói Lữ Mông bệnh nặng nên đã giao Lục Khẩu cho người khác. Giao cho ai vậy? Một người tên là Lục Tốn, trước đây chưa từng nghe qua. Không ngờ lại giao cho Lục Tốn. Xem ra Tôn Quyền ngày càng hồ đồ. Nếu không sao lại giao cho một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch đảm đương trọng trách. Thôi được, để ta vào gặp tên sứ giả. Nghe tin Hoàng tướng quân thắng trận trở về, Lục tướng quân muốn gửi thư chúc mừng. Ha, Lục tướng quân quá là khiêm tốn, xưng quan mổ ta là thúc phụ. Đối với Lục tướng quân mà nói, ngài chính là bậc anh hùng tiền bối, nên xưa nay vô cùng ngưỡng mộ uy danh của Hoàng tướng quân. Tốt, tốt lắm. Lục tướng quân mong muốn hai bên chúng ta hòa giải, không gây chiến với nhau, ta đây cũng rất tán thành. Dạ, xin đa tạ Hoàng tướng quân. Bây giờ ta mới có thể yên tâm điều binh từ Kinh Châu tới. Hoàng Vũ sau khi đọc thư của ngài đã vô cùng mừng rỡ. Bẩm tướng quân, trong thành Kinh Châu hiện đang chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị cáo quân đến Phàn Thành. Chủ công chắc chắn sẽ rất vui. Tôn Quyền sau khi được báo cho biết tin này, lập tức phong cho Lữ Mông làm đại đô đốc, phát binh đến Kinh Châu, đồng thời gửi thư đến Tào Tháo, yêu cầu hãy xuất binh đột kích hậu phương của Quan Vũ. Tào Tháo liền phái Từ Quảng xuất binh tới cứu viện Phàn Thành, tạo thành thế hai gồng kìm đối phó với Quan Vũ. Tuy rằng binh lực của Kinh Châu phần lớn đã được điều đến Phàn Thành, nhưng làm sao đối phó với những phong quả đại dọc bên sông? Ta sớm nghĩ ra được đối sách rồi. Các ngươi là ai? Chúng tôi là lái buôn, xin phép được tấp vào để tranh sông. Trên thuyền chở thứ gì hả? Dạ hàng quá. Quan gia, xin phép cho chúng tôi đậu một lát. Thôi được rồi. Ra tay phải thật nhanh, không giữ sót tình nào. Nhanh lên! Tướng sĩ nghe lệnh, cùng chiếm Kinh Châu. Lữ Mông sau khi chiếm được các phong quả đài dọc bờ Trường Giang, tiếp tục tấn công Kinh Châu trong thế không phòng bị. Sau khi Quan Vũ nghe tin, lập tức bỏ việc giao chiến với Từ Quảng, lui binh trở về chuẩn bị đoạt lại Kinh Châu. Quan Vũ rơi vào giữa thế bao vây của quân Đông Ngô và Bắc Ngụy, cuối cùng buộc phải chạy ra mặt thành. Lỗi tại ta, ta đã không nghe lời khuyên của các ngươi. Lưu Phong và Mạnh Đạt hiện đang đóng quân ở Thượng Dung, cách đây không xa, có thể tới chỗ bọn họ xin cứu viện. Ai dám phá vòng vây đi Thượng Dung? Hãy để mặt tướng. Được, vậy ta sẽ yểm trợ cho ngươi. Ta là thuộc hạ của Quan tướng quân Liêu Quá, hãy mau mở cửa thành. Mời.
Hoàng tướng quân đang bị bao vây ở mạch thành, tình huống cấp bách, xin Lưu tướng quân hãy phái viện binh tới tiếp cứu. Được, hãy lập tức chuẩn bị binh mã đi tiếp viện cho thúc phụ. Lưu tướng quân chắc hẳn đã mệt mỏi, mời tới phòng khách nghỉ ngơi để chúng tôi chuẩn bị trong chốc lát. Đa tạ. Ta đã ra lệnh xuất binh, sao ngươi còn cản trở? Bọn họ đang bị quân Tào và quân Ngô giáp công với số ít người chúng ta, chẳng khác nào là đi nộp mạng. Nhưng mà quan tướng quân là thúc phụ của ta. Ngài xem Quan Vũ là thúc phụ, nhưng ông ấy có con ngài là cháu hay không? Tại sao ngươi lại nói như vậy chứ? Quan Vũ trước giờ cho rằng ngài không phải là con ruột của Hán Trung Dương nên vẫn xem thường ngài. Hán Trung Dương vốn muốn định lập ngài làm thái tử, nhưng vì bị ông ấy ngăn cản nên không những ngài không được trở thành thái tử mà còn bị đuổi tới cái nơi Quan Vũ hẻo lánh này nữa. Lời ngươi nói nghĩ lại quả thật không sai. Ta không nên tự tìm cái chết. Được, ta làm theo lời ngươi. Liêu Hoa đi được 3 ngày rồi, sao vẫn chưa thấy viện binh đến vậy? Phụ thân, sĩ binh đã 3 ngày không được ăn, nếu cứ kéo dài e rằng sẽ không xong. Đêm nay ta sẽ đột phá vòng vây, đi tới Tây Xuyên chỉnh đốn binh mã, rồi sẽ đoạt lại Kinh Châu. Dạ, các thượng cầu kiến quan tướng quân. Quan tướng quân, ngài hiện đang bị dây trong cái thành nhỏ này, không có lương thảo cũng không có viện binh, sao còn không chịu bỏ thành đầu hàng? Ta dù có phải chết cũng không phản bội lại huynh trưởng. Tướng quân, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chúa công chúng tôi cũng chỉ là muốn phò Hán thất, sao quan tướng quân lại u mê không chịu tỉnh ngộ? Tiên sinh hãy quay về nói với Tôn Quyền, quan ngộ ta đây quyết một trận tử chiến. Quang Vũ, ta đã từng nghĩ tới việc kết tình giao hảo với ngươi, nhưng ngươi lại không đồng ý. Hôm nay ngươi đã hối hận rồi chưa? Ta thà chịu chết cũng quyết không thèm kết giao với cái tên mắt xanh tóc đỏ như nhà ngươi. Quang Vũ là một đại anh hùng, ta xưa nay vẫn dùng lễ tiếp đãi. Bữa hôm nay ta muốn khuyên hắn quy hàng, ý của các ngươi như thế nào? Chúa công chẳng lẽ đã quên rồi, năm xưa Tào Tháo đã từng đối đãi rất hậu với Quang Vũ, nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải hắn đã vượt qua năm ải chém đầu 6 tướng sao? Mang hắn ra ngoài chém đầu. Quang Vũ là một vị anh hùng cái thế, không ngờ cũng có lúc phải chịu cảnh như chúa công. Bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng sai người đem thủ cấp của Quang Vũ giao cho Tào Tháo. Làm như vậy Lưu Bị sẽ cho rằng chính Tào Tháo giết chết Quang Vũ và sẽ căm thù Tào Tháo. Phụng mệnh của chúa công, tiểu nhân đến dâng thủ cấp của Quang Vũ. Dân trường vẫn khỏe chứ? Quang Vũ chết đi càng khiến cho ta cảm thấy vô cùng bất an. Chúa công, đây chính là một mưu kế của Tôn Quyền. Ta đương nhiên biết rõ Tôn Quyền muốn đem thủ cấp Quang Vũ đến đây, mục đích là để giáng họa cho ta. Chúa công quả nhiên anh minh. Hãy hậu táng Quang Vũ, ta phải đích thân cung bái, nhất định phải cho Lưu Bị hiểu rõ. Bẩm chúa công, Hoàng tướng quân đã bị sát hại rồi. Hả?